Mollifant sẽ được kính chào toàn thể quý vị đang theo dõi những diễn biến mới nhất chiến tranh Nga-Ukraine cũng như tình hình thế giới ngày 24 tháng 1 năm 2024 của The Saigon Post. Thưa quý vị, thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ước dày. Làm việc ác thì không thể tránh khỏi việc nhận trái đắng. Hóa ra, đồ tể của nước Nga cũng biết sợ thưa quý vị. Theo đó, một đoạn video mới xuất hiện đã cho thấy quân đội Nga đang triển khai nhiều hệ thống phòng không S-300 xung quanh quê hương của Tổng thống Vladimir Putin ở San Petersburg sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra gần đây vào khu vực Leningrad. Kênh tin tức Telegram độc lập của Nga Astra đã chia sẻ một đoạn clip dài 36 giây vào thứ ba, ngày 23 tháng 1 cho thấy một người dân địa phương tỏ ra lo lắng khi nhìn thấy nhiều hệ thống phòng không S-300 được lắp đặt trong khu vực. Có vẻ như họ đang đặt chúng ở khắp mọi nơi trong khu vực. Chúng ta thấy đấy, có một chiếc S-300 được đặt khắp Saint Petersburg. Vì vậy, các bạn, chúng tôi đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, người này nói. Được biết, trước đó vào ngày 18 tháng 1, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một kho dầu ở San Petersburg, đánh dấu lần đầu tiên một máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào khu vực quê hương của Putin kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 một trong những máy bay không người lái được phóng trong cuộc tấn công đó bay qua dinh thự Vandai của Putin. Cuộc tấn công thứ hai gần thành phố San Patakbua vào đêm Chủ nhật đã tấn công một nhà ga xuất khẩu khí đốt lớn ở cảng Ust-Luga, cảng Baltic lớn nhất của Nga, gây ra một đám cháy lớn và làm ngừng cung cấp nhiên liệu. Tờ báo Kiev Post đưa tin, cơ quan an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ việc đó. Như thế nào là đẳng cấp của quân đội hạng 2? Theo một quan chức hàng đầu của Anh, thưa quý vị, điều đó thể hiện qua cuộc chiến ở Ukraine, nơi đã chứng kiến quân đội Nga lùi lại 18 năm sau gần 2 năm chiến tranh với việc phải phụ thuộc vào các thiết bị lấy từ tủ lạnh đã qua sử dụng. Bên cạnh đó, James Karuki, phó đại diện thường trực của Vương quốc Anh tại Liên Hợp Quốc, cũng lên án Nga mua vũ khí và thiết bị từ các nước như Triều Tiên và Iran, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Nga về việc bảo vệ quyền của những người nói tiếng Nga ở Ukraine. Karuki nói, việc hiện đại hóa quân đội của Nga đã bị lùi lại 18 năm. Bây giờ, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đang tháo dỡ các bộ phận của tủ lạnh. Và để làm gì? Để mất hơn một nửa diện tích đất mà họ đã chiếm giữ kể từ tháng 2 năm 2022 và một phần năm hạm đội Biển Đen. Ông nói thêm, cuộc chiến này không mang lại lợi ích cho ai, không phải người Nga và chắc chắn không phải người Ukraine. Mối đe dọa duy nhất đối với bất kỳ thường dân nào ở Ukraine tiếp tục đến từ Nga. Hiện vẫn không rõ Karuki tuyên bố Nga chế tạo thiết bị nào bằng cách sử dụng các bộ phận nhặt được từ tủ lạnh. Ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã tăng đáng kể việc sản xuất vũ khí và thiết bị vào năm ngoái, bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế khiến việc sản xuất trở nên khó khăn hơn kể từ khi cuộc xâm lược Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Một báo cáo do hãng thông tấn nhà nước Nga TASS công bố cho biết, hơn 2.200 xe chiến đấu bọc thép, 1.400 xe hỏa tiễn và pháo binh, 1.400 xe bọc thép và hơn 10.600 xe ô tô đã được sản xuất vào năm 2023. Moscow đã và đang củng cố kho vũ khí của mình với sự trợ giúp của máy bay không người lái cảm tử Shahed và các linh kiện từ Iran, cũng như những gì được cho là vận chuyển hỏa tiễn đạn đạo và đạn pháo từ Triều Tiên. Tuy nhiên, khi chiến tranh kéo dài, quân đội của Vladimir Putin cũng mất đi trang thiết bị và nhân lực với tốc độ chóng mặt. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm thứ Hai cho biết, Nga đã có 2.340 binh sĩ thiệt mạng và mất 21 xe tăng, 34 xe bọc thép và 28 hệ thống pháo chỉ kể từ ngày thứ Bảy. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nơi Karyuki phát biểu hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ đã gửi vũ khí cũ cho quân đội Ukraine trong chiến tranh. Trong số 68 tỷ đô la viện trợ quân sự mà Mỹ gửi cho Ukraine, gần 90% đã được trả lại cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ để chế tạo vũ khí mới hoặc thay thế những vũ khí được gửi đến Ukraine từ kho dự trữ của Mỹ. Trong cuộc họp hôm thứ hai, ông Lavrov được cho là đã tuyên bố rằng mục tiêu chính của viện trợ Mỹ cho Ukraine là nâng cấp kho vũ khí của nước này, trong khi những món đồ cũ xưa đang được sử dụng ở Ukraine lập luận rằng chính phủ Mỹ đang coi chiến tranh như một dự án kinh doanh sinh lãi. Thưa quý vị, chưa bao giờ tự nhận là đội quân hạng hai thế giới, quân đội Ukraine phải luôn chiến đấu với quân xâm lược lớn mạnh hơn rất nhiều trong điều kiện luôn thiếu thốn về vũ khí. Mới đây, họ đã thành lập các đơn vị chống tăng sử dụng ngựa để chở binh sĩ mang hệ thống hỏa tiễn Javelin chống lại các xe tăng đối phương. Đánh giá về sự xuất hiện của kỵ binh trong lực lượng vũ trang Ukraine, Báo chí châu Âu đã ví von điều này giống như những cuộc chiến tranh cách đây 3 thế kỷ. Đặc biệt, điều này đã được báo cáo bởi ấn phẩm trực tuyến Express của Áo. Ấn phẩm này lưu ý rằng, một lực lượng quân sự mới mang tính hỗn hợp được gọi là kỵ binh chống tăng đã xuất hiện trong biên chế của lữ đoàn tấn công số 3 của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo tờ báo của Áo, có vẻ như dự báo mà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba đưa ra vài ngày trước rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chiến đấu chống lại lực lượng vũ trang Nga bằng sản đang bắt đầu trở thành hiện thực. Đúng là nhà ngoại giao Ukraine dường như đã quên đề cập đến những con ngựa, nhưng điều này cũng có thể được coi là một bất ngờ hoặc một kế hoạch chiến thuật. Tờ Express nhấn mạnh, các sĩ quan trinh sát Ukraine của lữ đoàn xung kích số 3 đã trình diễn các phương tiện tấn công mới nhất của họ, việc thiếu phương tiện dường như khiến họ trở nên sáng tạo và đưa quân đội Ukraine một lần nữa sống lại những cuộc tấn công kỵ binh ngày xưa. Truyền thông cho biết, sự thiếu hụt phương tiện chiến đấu bọc thép đã buộc quân đội Ukraine phải dấn thân vào các thử nghiệm chiến thuật khác, bởi họ không có cách nào để cơ động đến gần vị trí của đối phương. Các nhà sử học cho biết, trước đây các tướng lĩnh thời phong kiến đã tận dụng rất tốt voi chiến trong các cuộc tấn công và đặc biệt là những người chỉ huy thông minh, thậm chí còn huấn luyện chó để phục vụ quân đội. Giới phân tích quân sự cho biết, ngựa phải có khả năng chống chịu khá tốt và phải được huấn luyện khi phải gánh đỡ sức nặng có thể lên tới hơn 100kg của một binh sĩ và hệ thống hỏa tiễn chống tăng Javelin. Loại vũ khí chống tăng Mỹ có tầm bắn 2.000m và có độ giật khá mạnh, khá ồn khi bắn. Ngoài ra, ngựa là phương tiện chiến đấu không được bọc thép nên nó có thể bị giết chỉ với một viên đạn thông thường, nên quân đội Ukraine có thể mất phương tiện tác chiến đặc biệt này ngay khi nó mới tới tiền tuyến. Đến với một động thái ăn miếng trả miếng đầy thú vị, theo đó chúng ta không thể dùng tư duy của người bình thường để nói chuyện với kẻ điên được thưa quý vị. Vì vậy, như để chơi khăm việc Nga sắp nhập phi pháp 4 tỉnh của Ukraine trước đó, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh tuyên bố chủ quyền lịch sử 6 tỉnh của Nga. Điều này đã khiến chúa tể những lằn xanh đỏ là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev phản ứng gay gắt ngày 23 tháng 1, phó chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia nga Dmitry Medvedev phản ứng rắn vụ tổng thống ukraine ông Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố chủ quyền lịch sử sáu tỉnh của nga gồm Krasnodar, Rostov, Voronezh, Belgorod, Kursk và Bryansk thuộc vùng tây nam của nga theo đài RT. Cụ thể, hôm 22 tháng 1, ông Zelensky ký sắc lệnh tuyên bố 6 địa phương trên là lãnh thổ lịch sử của người Ukraine vì người dân Ukraine từng sinh sống và làm chủ những địa phương này. Theo hãng thông tấn Ukraine Farm, sắc lệnh của ông Zelensky gồm một kế hoạch bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân Ukraine tại những lãnh thổ trên, hai công bố rộng rãi đến thế giới rằng 6 tỉnh trên là lãnh thổ lịch sử của Ukraine, và 3. bảo đảm người dân Ukraine tại các vùng trên được tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa Ukraine. Theo RT, ông Medvedev bác sắc lệnh trên của ông Zelensky, cho rằng đó là nỗ lực của Kyiv nhằm di chuyển sự chú ý của thế giới khỏi tiền tuyến, nơi quân Ukraine đang chịu nhiều tổn thất. Ông Medvedev còn nhấn mạnh rằng ông không quan tâm nội dung sắc lệnh có gì, bởi những vùng lãnh thổ trên vốn thuộc chủ quyền của Nga và Kyiv hoàn toàn không có quyền hạn gì đối với những lãnh thổ này. Thưa quý vị, 24 giờ qua, Nga đã mất lên tới 840 binh sĩ trong cuộc chiến ở Ukraine. Điều này nâng tổng số tổn thất của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược lên tới gần 378.660 quân nhân. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy 61 hệ thống pháo binh, 49 phương tiện và 37 máy bay không người lái của kẻ địch. ABC Ukraine viết về điều này có tham khảo Telegram của lực lượng mặt đất Ukraine. Theo đó, tổng thiệt hại của Nga trong cuộc chiến xâm lược

hệ thống phòng không 659 chiếc tăng 2, máy bay 331 chiếc, trực thăng 324 chiếc, UAV cấp tác chiến chiến thuật 6.998 chiếc tăng 37, hỏa tiễn hành trình 1.842 chiếc tăng 22, tàu thuyền 23 chiếc, tàu ngầm 1 chiếc, thiết bị ô tô và xe bồn 12.005 chiếc tăng 49, thiết bị đặc biệt 1.416 chiếc tăng 7. Tình hình ở mặt trận, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, 56 cuộc đụng độ quân sự đã diễn ra ở Ukraine. Tổng cộng, Nga đã thực hiện 48 hỏa tiễn và 112 cuộc không kích. Quân phòng thủ Ukraine tiếp tục các biện pháp mở rộng đầu cầu theo hướng Kherson. Đặc biệt, như đã lưu ý tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các trận chiến theo vị trí vẫn tiếp tục diễn ra. Phía tây bắc Abdivka ở khu vực novo và Stepovoy. Phía tây Abdivka, vùng Severny phía nam Abdivka ở khu vực Obidny, phía tây nam Abdivka ở khu vực Bervomaiskoye và Nevelskoye, trong khu vực Abdivka. Và tiếp tục bản tin sẽ là một tin vui cho lực lượng phòng vệ thưa quý vị. Theo đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO vừa ký một thỏa thuận lớn về đạn dược mà họ cho biết sẽ cung cấp cho Ukraine những gì nước này đang rất cần. Cụ thể hơn nữa, vào ngày 23 tháng 1, NATO thông báo đã ký thỏa thuận trị giá 1,1 tỷ euro, 1,2 tỷ đô la để mua đạn pháo trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine ngày càng gia tăng kể từ cuối năm ngoái, khiến kho vũ khí và đạn dược của Ukraine cạn kiệt. NATO đã bật đèn xanh cho việc mua 220.000 quả đạn 155 ly, loại đạn pháo được sử dụng nhiều nhất ở Ukraine theo các nguồn tin loại đạn này sẽ do các hãng vũ khí nestor của pháp và jungen của đức cung cấp điều quan trọng là bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi xây dựng kho dự trữ của riêng chúng tôi và tiếp tục hỗ trợ ukraine tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết cuộc xung đột ở ukraine là trận chiến về đạn dược ông stoltenberg nói với các phóng viên khi tình hình chiến trường chững lại trong những tháng gần đây nga và ukraine tăng gấp đôi cường độ tấn công bằng pháo hỏa tiễn và máy bay không người lái Ngành công nghiệp vũ khí của nga vượt xa ukraine nên Kyiv đang phải vật lộn để thuyết phục phương tây tiếp tục hỗ trợ cả nguồn tài chính và vũ khí. Theo ước tính của liên minh châu âu eu, ukraine bắn khoảng 4.000 đến 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày trong mùa hè năm ngoái, còn nga bắn hơn 20.000 quả đạn mỗi ngày để tấn công ukraine. Nhờ kho dự trữ vẫn còn đáng kể, trong những tuần gần đây nga tăng cường không kích nhằm lấn ác hệ thống phòng không của ukraine. Giới chức Ukraine cho biết, Nga phóng khoảng 500 máy bay khung người lái và hỏa tiễn trong thời gian từ 29 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1. Ukraine và các đồng minh đang cố gắng theo kịp. Kyiv cho biết họ dự định sản xuất một triệu máy bay không người lái trong năm 2024. Dù EU không thực hiện được cam kết cung cấp một triệu viên đạn pháo trong năm 2023, nhưng các quan chức cho biết họ kỳ vọng ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu sẽ tăng sản lượng vào cuối năm nay. Đầu tuần này, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khi thăm Ukraine đã công bố cung cấp một khoản vay để giúp Kyiv mua vũ khí lớn hơn và thực hiện các cam kết về sản xuất chung. Tuy nhiên, NATO lưu ý rằng số đạn pháo được mua theo thỏa thuận mới sẽ phải chờ 2 đến 3 năm mới có thể bàn giao. Trong khi đó, Mỹ dù từng là nước viện trợ chính của Ukraine, nhưng nay không thể gửi cho Ukraine bất kỳ loại đạn hoặc vũ khí nào vì vẫn phải chờ quốc hội phê duyệt kế hoạch ngân sách. Khép lại bản tin của chúng ta hôm nay sẽ là một diễn biến nối tiếp chuỗi trục trặc hy hữu của loạt máy bay Boeing Mỹ. Mới đây nhất, bánh trước chiếc Boeing 757 của hãng Delta Airlines đã bị bung ra và lăn đi khi phi cơ chở 190 người chuẩn bị cất cánh ở thành phố Atlanta. Cục hàng không liên bang Mỹ FAA ngày 23 tháng 1 cho biết sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson, thành phố Atlanta, bang Georgia hôm 20 tháng 1 khi chuyến bay số hiệu Delta 982 đang xếp hàng chờ cất cánh tới thủ đô Bogota, Colombia. Một bánh ở càng đáp phía trước máy bay bung ra và lăn xuống bờ đất gần đó, FAA cho hay. Theo bản ghi âm cuộc trao đổi giữa kiểm soát viên không lưu và phi công chiếc Boeing 757, kiểm soát viên cảnh báo, một lớp trước đã bị lông ra, nó vừa lăn khỏi đường băng phía sau máy bay. 184 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn không bị thương trong vụ việc hành khách được bố trí lên chuyến bay khác để tiếp tục hành trình. FAA đang tiếp tục điều tra sự việc. Delta Airlines gửi lời xin lỗi đến khách hàng trong khi hãng Boeing chưa đưa ra bình luận. Trục trặc xảy ra khi cơ quan quản lý liên bang hướng sự chú ý vào Boeing sau sự việc máy bay Boeing 737 MAX 9 của Alaska Airlines bị bung tấm bịt cửa đầu tháng này. Lỗi kỹ thuật này khiến áp suất trong khoang giảm mạnh, nhiều đồ đạc bị hút ra ngoài. Phi công sau đó nhanh chóng giảm độ cao và hạ cánh khẩn cấp. Toàn bộ 177 người trên khoang an toàn. FAA lập tức yêu cầu toàn bộ 171 chiếc Boeing 737 MAX 9 ở Mỹ ngừng bay để kiểm tra sau tai nạn. FAA cũng khuyến nghị các hãng hàng không kiểm tra tấm bịt cửa trên loạt máy bay Boeing 737 900ER, phiên bản 737 900ER không thuộc dòng 737 MAX nhưng có chung thiết kế tấm bịt cửa. Một số hãng hàng không đã kiểm tra tấm bịch cửa trên dòng 737 900 er trong quá trình bảo dưỡng và phát hiện vấn đề với ốc vít. Hãng hàng không Alaska Airlines ngày 23 tháng 1 cho biết, cuộc kiểm tra sau vụ việc đã phát hiện nhiều máy bay Boeing 737 MAX 9 bị lỏng ốc, khiến họ cảm thấy thất vọng và tức giận đồng thời kêu gọi Boeing, nhà sản xuất máy bay hàng đầu của Mỹ, cải thiện quy trình chất lượng nội bộ. Giám đốc điều hành Boeing Dave Canhone dự kiến điều trần trước các thượng nghị sĩ Mỹ hôm nay để giải đáp các vấn đề về việc dòng 737 Max phải ngừng bay. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi đến đây cũng sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã tin tưởng lựa chọn The Strong Post để cập nhật tin tức. Lý phan kính chúc quý vị sức khỏe và bình an. Xin mời quý vị hãy tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.